Hôm nay chúng ta làm tốt lắm. Để uống cà phê đi. Để bữa khác đi. Hôm nay tôi có hẹn với con gái rồi. Ok, vậy bữa khác nha. Ba ơi, về lại đi ba với con ơi. Ừ, chờ bác sĩ với con gái. Ba về liền. Dạ, ba về nhanh đây. Ok. Sau một ngày làm việc bận rộn, gia đình luôn là chúng yêu thương để trở về. Nơi con trẻ được thỏa thích vui đùa và phát triển toàn diện. Trong một cộng đồng cư dân thân thiện với không gian sống ngập tràn sắc xanh. Nơi lưu giữ những khoảnh khắc tươi vui, bình yên nhất. Và phát họa rõ nét hình ảnh về một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Hưng Thịnh Corporation, chúng tôi, những người ươm mầm hạnh phúc, vun đắp tương lai. Thành lập vào năm 2002, tập đoàn Hưng Thịnh đã phát triển không ngừng và trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản. Chúng tôi hiểu rằng nơi những tòa nhà mọc lên theo thời gian cũng chính là nơi bắt đầu cho những tương lai rực rỡ, tươi sáng. Hưng Thịnh đã đầu tư, phát triển hơn 30 dự án trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và tập trung nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên suốt chặng đường kinh doanh, chúng tôi đã ghi dấu trên thị trường khi phát triển mạnh mẽ với hệ thống công ty thành viên, hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng 3 văn phòng đại diện và hệ thống 8 sàn giao dịch rộng khắp cả nước. Những con số ấn tượng, những thành quả vượt trội ngày hôm nay là minh chứng cho sự tăng trưởng nhanh chóng của tập đoàn trên hành trình mang đến những giá trị bền vững cho xã hội. Hưng Thịnh còn là cái tên nổi bật trong các thương vụ M&A và hợp tác phát triển. Đó không chỉ là dấu ấn quan trọng xây dựng thương hiệu Hưng Thịnh trên thị trường, mà còn là những bước đệm giúp chúng tôi bứt phá và thành công. Song song cùng hoạt động kinh doanh, sứ mệnh đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng chính là văn hóa doanh nghiệp mà chúng tôi luôn theo đuổi. Các chương trình tài trợ, hỗ trợ nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh đều là những hành động cụ thể mà Hưng Thịnh ưu tiên thực hiện mỗi năm. Sự ghi nhận của xã hội và các tổ chức uy tín vì những đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng chính là động lực mạnh mẽ để chúng tôi vững bước thực hiện sứ mệnh của mình. Nhờ chính sách trọng nhân tài, chúng tôi sở hữu một đội ngũ nhân sự vững mạnh, được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo có tài, có tâm và tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là vì khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn là người đồng hành cùng quý nhà đầu tư, quý đối tác và quý khách hàng trên hành trình tạo dựng nhiều hơn nữa những chốn an cư lý tưởng, những mái ấm yên vui dành cho tất cả mọi người. Hưng Thịnh Corporation, vì một cộng đồng hưng thịnh.